chưa? Thấy gì chưa? Thấy gì chưa? Một em chê lớn nha, nha, nha. Cái này là mình đi, là địa điểm mới rồi đó mọi người. Nãy mình tính về rồi, giờ mà cái thấy còn sớm nên hai đứa đi mua thêm cái ghế câu điểm mới đó. Chú em bự nữa nha, lên hàng bự rồi đó. Có hàng. Chào tất cả mọi người. Hôm nay tụi mình đi bãi mới nha mọi người. Trời ơi, kiến vàng cắn má ơi. Cái chỗ này có mấy cây có kiến vàng quá trời. Này. Nay mình đi câu sông nhỏ. Đó. Ở bãi mới nữa. Đồ mới giờ tới, mới giờ đem xuống. Chưa từng dự trữ là lương thực với nước rồi đó. Trời mấy chuẩn bị ra cần một tay. Giờ mình ra thử ở trước cần hay cần tay xem thì ổn nha mọi người. Đó, giờ nước cũng đang lớn nè, hay tối quá ta, tại quay mình quay hay tối do chói mặt trời mọi người. Tại giờ là buổi sáng mới có 8 mấy 9 giờ sáng nè. Mình thấy chỗ này cũng im nè, cây cối cũng nhiều cũng mát. À, con cái là sát lộ mọi người, sát lộ này nó hơi ồn mọi người thông cảm nha. Rồi ok, giờ mình sẽ chuẩn bị mình ra cần nha. Giờ trước ba cần đi. Đây một cần cái phao đó. Như phía bên đây hơi nắng quá này đó. Đó giờ nước đang lớn nha mọi người, nước đang lớn chảy vô đó. Đây ổn ổn xíu thì mình mới ra cần máy. Đây một em cái tê ra bắt ngoài đây không thấy luôn. Cá nhỏ nữa rồi đó. Ủa cá nhỏ nữa rồi, thế là được một em nữa. Trời ơi, xiên luôn rồi. Ok, nô gỡ, nô biết gỡ con này, cái cần câu của em nè. Đố ai nó thấy được con cá luôn á. Trời ơi, con cá siêu bự luôn. Thôi anh em ơi, giờ chắc tụi mình thâu cần đi chỗ khác đó mọi người. Chứ giờ mình ngồi đây nãy giờ cũng cả tiếng đồng hồ quá. Cần máy với được con nhỏ, thì cần tay cũng với được con hay con nhỏ. Toàn là nhỏ không à. À được 4 con, 3 con trê với con cá rô. Nhỏ không à. Sông này không có cá lớn. Toàn mấy cá nhỏ, nãy giờ thấy cá nhỏ nó ụt trong đây quá trời luôn. Giờ chắc mình thâu cần mình đi địa điểm khác đi,
chứ chỗ này nói chung là cái bãi ngồi thì nó lý tưởng thiệt, mát mẻ, cây cối nhiều mát mẻ, nhưng mà cá ở đây chắc bể mồi hết rồi. Đây cũng nhiều người ta câu lắm. Đây, chỗ này ngồi im quá mà. Chắc tụi mình chỗ em ấy chế cần câu cấm vậy, dính được con cá rô đó. giờ tụi mình chắc mình thâu cần đi địa điểm khác, có gì thì mình quay tiếp cho mọi người xem nha. Đây, tụi mình mới lại chỗ bãi mới mọi người, mới vừa ra được mấy cái cần, ông trời không mưa nữa rồi nè. Hình là hai đứa có cái dù này, che là cũng đỡ, đang mưa mây cũng nhỏ chứ không có lớn lắm. Giờ đang nứt mưa nữa, mới giờ ra cần xong rồi. Chưa dính được em nào hết thì ông nóng nó mưa nữa rồi. Đó, giờ là giây phút chờ đợi tiếp. Thế là em ấy đây, cậu dính được một em cá trê nữa mọi người. Đó. Từ nãy giờ sớm tới giờ cái tiếng đồng hồ dính được em cá trê siêu to khổng lồ. Nhìn kỹ nha, nhìn kỹ sai. Đây đây rồi. Hả? Giật giật kìa. Đôi mắt phao. Hả? Đây là dính một em. Rồi. Rỉa ngồi thôi. Hả? Ok, mình vừa kéo cần này lên hết mồi. Rồi mình sẽ gửi con này. Rồi mình sẽ tóm mồi. Một em nữa hả? Trời ơi, đây tung tăng đó, thêm được em nữa. Mày là bơi hả mày? Rồi lại là em ấy câu tiếp. Chưa tối quá ta, chưa kịp thả chưa kịp thả em này nữa nè. Rồi dính thêm em nữa nè đó. Ok, giờ mình gửi tiếp nha mọi người. dính một em nữa. Con thứ ba rồi đó. Đó. Lớp mấy con cá nhỏ lên hết đi. Lớp mấy con nhỏ. Quậy quá quậy. Nó ăn ngồi hết trơn à. Vừa lắm nè, cái đồ ham ăn nè, coi cái mỏ này nè. Xuyên qua bên đó luôn. À, em. Thiệt là tình chứ. Dớt nó. Cái mỏ không? Dớt nó hết rồi đi, cho nó đừng quậy mồi nữa. À, lực ba em. Đây là lực ba em. Đó. Xong. Đây cần tay không? Nhưng xong bự chà bá cho con. Cái nhí nhí không? Trời ơi. Quá trời quá đất. Bây giờ nước cạn quá trời mọi người. Đó. Nước cạn thì nãy giờ mình toàn dính cá nhỏ nhỏ không được, mấy con nhỏ làm số con vậy đó. Nước dơ quá đó, làm số con nha. Gà 2, 4, 6, 7 con, 7 con nhỏ đó. Bây giờ mình rút mọi người, giờ nước cạn quá trời nè. Bảy con nhỏ còn đỡ hơn, có đứa không còn dính con nè. Bây giờ tụi mình thả nữa luôn mọi người, nhỏ quá nên không lấy. Bảy con nhỏ đỡ hơn, có đứa không dính con. Chụp với hoài. Mình câu cần máy mọi người, ra ngoài không nên. Có không có hồi sáng anh dính con nó gì vậy? Không biết, chỗ này là chỗ khác. Trời ơi, kìa thả nhỏ kìa, thấy bà nhỏ rồi. Đó, kiểu xuống. Hồi nãy mày lóc hay lắm mà. Chừng trơn á. Đúng rồi. Muốn cái kia kìa bà nội. Muốn thành ca
Cá chê một nắng hả? Cá một nắng. Đó, hụt 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 hụt. Rồi, ok. Vậy xong. Giờ tụi mình rút. Để chuẩn bị về rồi có hai cần nhí ra nữa. Thôi, giờ mình cũng về mọi người. Mọi người xem video thấy vui cho mình xem một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh ủng hộ mình cái tinh thần lành clip khác vui vui nha. Để cho mọi người xem nha. Đó. Trời nên nước lớn lên tới trên này. Nước rút phát rụt xuống tới này, tới giờ vẫn còn rồng nữa, chưa chịu lớn nữa. Chắc tầm khoảng cái tiếng hơn tiếng nữa nước nó mới lớn á. Thôi giờ tụi mình về nha. Bye bye mọi người, hẹn mọi người clip sau. Bye bye. Lôi vô anh, lôi vô anh. Thấy gì chưa? Một em chê lớn nha, nha nha. Cái này là mình đi là địa điểm mới rồi mọi người. Nãy mình tính về rồi. Giờ cái thấy còn sớm nên hai đứa đi mua thêm cái ghế. Câu điểm mới. Đó. Chúng em bự nữa này nha. Lên hàng bự rồi đó. Có hàng. Chạy bưởi xíu nữa rồi hả còn em vô lấy nắp đậy lại hả? Thấy được một em nữa mọi người ơi hả cho mình câu nha. Một tay một vật lên nên không có quay phim được. Em này cũng trọng nè. Đó. Đây. Một em nữa. Chơi chưa? Cá bự cái này kìa. Cũng trọng mà chứ không có nhỏ lắm mọi người. Bự thì cũng không bự không. À, vừa vừa, cái nửa bên tay à. Đó. Ơi nhìn gỡ à, được hai em đó cái điểm mới nha. Giờ ông lên lần tay trên đó luôn rồi. Ông... trời ơi dính cá bự sợ vậy mọi người ơi ơi dính nãy giờ ông thèm gỡ luôn. Đó, bự ghê chưa? Hả? Đó, bự ghê chưa? Quay gần chịu khó nhìn cũng được. Giờ ông câu ông ngồi kiểu này luôn rồi. Chiều luôn rồi. Ngồi đưa vậy. Bây giờ điểm thứ ba nha mọi người. Điểm thứ ba tụi mình về. Mình câu được nhiêu đây. Được một con bự, một con trọng trọng. Mấy con nhỏ. Đó. 2 4 được 6 con. Này, em cầm máy giùm anh. Giờ mấy con nhỏ mình thả luôn đi. Mấy nhỏ đó. Trời ơi, ác nhỏ ác. Đó, xíu nước đang lớn mà. Đang lớn xíu nữa lên. Đi đi. Này nó thiệt, có thể mình hãy mạnh hơn xíu nữa được không? Rồi, ba con này giữ lại ha. Anh mặn không? Ba con này cũng một con bự, hai con trọng trọng là được nè. Ừ. Đó, về cũng được nồi cá kho mọi người. Đó, ok. Vậy thôi ha. Vậy thôi, bây giờ tụi mình về. Mọi người nhớ like và đăng ký video để cho ấy hẹn ấy đón chờ clip tiếp theo của mình nha. Đó, tụi mình đi câu tiếp cho mọi người xem. Giờ là điểm thứ ba đó. Giờ chiều mọi người 6 giờ rồi. Ok, giờ tụi mình về nha. Bye bye mọi người. Bye bye.